Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 7. Elise bèn nói rằng: Hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Ngày mai, tại giờ này, nơi cửa thành Samari, một đấu bột lọc sẽ bán một siếc lơ, và hai đấu lúa mạch sẽ bán một siếc lơ. Quan cai nâng đỡ vua đáp với người Đức Chúa Trời rằng: Dầu cho Đức Giê-hô-va mở các cửa sổ trên trời, điều đó há có được sao? Elise đáp: Chính mắt ngươi sẽ thấy, nhưng ngươi không đặng ăn đến. Tại cửa thành có bốn người phung nói với nhau rằng: Chúng ta ngồi đây đến chừng chết mà làm chi? Nếu chúng ta nhất định vào thành, thì ở đó có đói kém và chúng ta sẽ chết đói. Bằng chúng ta cứ ngồi đây thì chúng ta cũng sẽ chết. Vậy, chúng ta hãy qua trại quân Syria. Nếu họ dung thứ ta, thì ta sẽ sống. Bằng họ giết đi, dẫu thế nào, chúng ta cũng sẽ chết đó thôi. Vậy lúc chạng vạng, các người phung trỗi dậy đặng đi đến trại quân của dân Syria. Khi tới đầu trại quân, họ chẳng thấy ai ở đó hết, vì Chúa đã khiến trại quân Syria nghe tiếng xe, ngựa và tiếng đạo binh lớn, nên nổi dân Syria nói với nhau rằng: Kìa, vua Israel đã mướn vua dân Hê-tít và vua Ê-díp-tô đặng hãm đánh chúng ta. Chúng liền trỗi dậy, chạy trốn lúc chạng vạng, bỏ các trại, ngựa và lừa mình, để trại quân mình như cũ. Chúng trốn đặng cứu mạng sống mình. Khi các người phung kia đến đầu trại quân, bèn vào trong một trại ăn và uống. Đoạn họ lấy bạc, vàng và quần áo đem đi giấu. Chúng trở lại vào trong một trại khác, ở đó cũng lấy những của cải mà đem đi giấu luôn. Bây giờ họ bèn nói với nhau rằng: Chúng ta làm chẳng phải. Ngày nay là ngày có tin lành, và chúng ta nín lặng sao? Nếu chúng ta đợi đến rạng đông, thì sự hình phạt chắc sẽ lâm vào chúng ta. Vậy ta hãy đi báo tin này cho nhà vua. Chúng liền đi gọi quân canh cửa thành thuật cho họ rằng: Chúng tôi có đi đến trại quân Syria, thấy chẳng có ai hết, cũng không nghe tiếng người nào, chỉ thấy những ngựa và lừa đang cột và những trại bỏ lại như cũ. Quân canh cửa bèn gọi người đi báo tin ấy vào trong đền vua. Vua trỗi dậy ban đêm nói với các tôi tớ mình rằng: Ta sẽ bày tỏ cho các ngươi điều dân Syria toan làm cho chúng ta. Chúng nó biết chúng ta đói, nên chi họ đã ra khỏi trại quân mình đặng phục trong đồng. Chúng nó đã nói nhau rằng: Khi dân Israel ra khỏi thành, chúng ta sẽ bắt sống chúng nó, rồi chúng ta sẽ vào trong thành. Một người tôi tớ của vua thưa rằng: Kìa, ngựa còn sót lại cũng hao mòn như đoàn dân Israel còn lại ở trong thành. Về sau, nó quả sẽ đồng số phận cùng đoàn dân đông đã chết mất. Vì vậy, ta hãy truyền lệnh cho người nào bắt 5 con ngựa trong số còn lại đặng đi dò thám. Vậy, chúng lấy 2 cái xe thắng ngựa vào, rồi vua sai người đi theo đạo quân Syria mà rằng: Hãy đi xem. Chúng đi theo họ cho đến Giô-đanh, thấy khắp dọc đường đầy những quần áo và đồ đạc mà quân Syria đã quăng trong lúc chạy trốn hối hả. Các sứ giả trở về thuật lại cho vua hay. Dân sự bèn kéo ra cướp lấy trại quân Syria, đến đổi một đấu bột lọc bán một siếc lơ và 2 đấu lúa mạch cũng bán một siếc lơ, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán. Vua cắt quan cai nâng đỡ mình canh giữ cửa thành, nhưng dân chúng đạp dẹp người tại nơi cửa thành, và người chết y như người của Đức Chúa Trời đã nói trước khi vua đến kiếm người. Vả lại, việc xảy ra như lời người của Đức Chúa Trời đã nói với vua rằng: Ngày mai, tại giờ này, nơi cửa thành Samari, 2 đấu lúa mạch sẽ bán 1 siếc lơ, và 1 đấu bột lọc cũng bán 1 siếc lơ. Rồi quan cai có đáp với người của Đức Chúa Trời rằng:
dẫu cho Đức Giê-hô-va mở các cửa sổ trên trời, điều đó há có được sao? Elise bèn tiếp rằng, mắt ngươi sẽ thấy điều đó, song ngươi không ăn đến. Ấy là điều xảy đến, vì dân chúng đạp dẹp người dưới chân tại cửa thành và người chết. Chương 8. Elise bèn nói với người đàn bà là mẹ của đứa trai mà người đã khiến sống lại rằng, hãy trỗi dậy, đi với người nhà ngươi, ở ngủ nơi nào ngươi ở được, vì Đức Giê-hô-va đã định dẫn cơn đói đến. Kìa, nó sẽ đến trong xứ 7 năm. Vậy, người đàn bà ấy đứng dậy, vâng theo lời của người Đức Chúa Trời, cùng người nhà mình đi kiều ngụ 7 năm trong xứ Philippines. Cuối 7 năm, người đàn bà ấy ở xứ Philippines trở về, đi đến kêu nài vua về việc nhà và đồng ruộng mình. Vả, vua đương nói chuyện với Gehazi, tôi tớ của người Đức Chúa Trời mà rằng, ngươi hãy thuật cho ta hết các công việc lớn mà Elise đã làm xong. Gehazi đang thuật cho vua hay thế nào Elise đã khiến một kẻ chết sống lại. Kìa có người đàn bà là mẹ của đứa con trai mà Elise đã khiến cho sống lại, đến kêu nài vua về việc nhà và đồng ruộng mình. Gehazi tâu rằng, ôi vua chúa tôi, kia là người đàn bà ấy, và này là con trai nàng mà Elise đã làm cho sống lại. Vua bèn hỏi nàng, thì nàng thuật công việc cho người. Đoạn, vua cắt một quan hoạn theo nàng mà rằng, hãy bắt trả lại cho nàng mọi món nào thuộc về nàng, và hết thảy huê lợi của đồng ruộng nàng, từ ngày nàng lìa khỏi xứ cho đến ngày nay. Elise đi đến Đa-mách. Bây giờ, Ben-Hadad, vua Syria, đau. Có người nói với vua rằng, người của Đức Chúa Trời mới đến đây. Vua bảo Hasael rằng, hãy lấy đem theo một lễ vật, đi đón người của Đức Chúa Trời. Cậy người cầu vấn Đức Giê-hô-va mà rằng, ta sẽ được lành bệnh này chăng? Vả, Hasael đi đón người của Đức Chúa Trời, dẫn theo mình 40 lạc đà, chở mọi món tốt nhất có tại Đa-mách, đặng làm của lễ cho người của Đức Chúa Trời. Người đến ra mắt Elise mà thưa rằng, con trai ông là Ben-Hadad, vua Syria, đã sai tôi đến ông đặng hỏi rằng, tôi sẽ được lành bệnh này chăng? Elise đáp rằng, hãy đi nói với người rằng, vua sẽ được lành bệnh. Dầu vậy, Đức Giê-hô-va đã tỏ ra cho ta biết, người hẳn sẽ chết. Người của Đức Chúa Trời ngó chăm Hasael lâu đến đổi người phải hổ thẹn rồi cất tiếng lên khóc. Hasael hỏi rằng, cớ sao chúa tôi khóc? Elise đáp rằng, bởi ta biết ngươi sẽ làm thiệt hại cho dân Israel. Ngươi sẽ châm lửa các thành kiên cố của chúng nó, giết các kẻ trai trẻ bằng gươm, chà nát con nhỏ và mổ bụng đàn bà có nghén của chúng nó. Hasael tiếp, nhưng kẻ tôi tới ông là ai? Chẳng qua là một con chó đó thôi, sao làm nổi công sự lớn dường ấy? Elise đáp rằng, Đức Giê-hô-va đã tỏ cho ta biết rằng, ngươi sẽ làm vua Syria. Hasael bèn lìa khỏi Elise và trở về cùng chủ mình. Chủ hỏi rằng, Elise nói với ngươi sao? Người thưa, Elise nói với tôi rằng, chúa chắc sẽ lành mạnh. Ngày mai, Hasael lấy cái mền nhúng nước, đắp trên mặt Ben-Hadad, thì người chết. Rồi Hasael làm vua thế cho người. Năm thứ năm về đời Joram, con trai Ahab vua Israel, thì Joram, con trai Josaphat vua Juda, lên ngôi làm vua Juda, đang khi Josaphat còn trị vì. Lúc lên ngôi, người đã được 32 tuổi, người cai trị 8 năm tại Jerusalem. Người đi theo con đường của các vua Israel y như nhà Ahab đã làm, vì con gái của Ahab là vợ người. Vậy, người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va. Song Đức Giê-hô-va nhân vì David tôi tớ của Ngài, không muốn tuyệt diệt Giu-đa, bởi Ngài đã hứa để dành một ngọn đèn cho David và cho dòng dõi người mãi mãi. Trong đời Joram, dân Edom phản nghịch cùng Giu-đa và lập vua lên cho mình. Bây giờ, Joram qua Sai-rơ đem theo hết thảy xe binh mình. Người trỗi dậy ban đêm, hãm đánh quân Edom
và các quan cai xe lính họ vẫn vây chung quanh người. Quân lính người thoát khỏi về trại mình. Ấy vậy, dân Edom phản nghịch, chẳng suy phục dân Juda cho đến ngày nay. Đồng một lúc ấy, Libna cũng phản nghịch. Các chuyện khác của Joram, mọi việc người làm, đều đã chép trong sách sử ký về các vua Juda. Joram an giấc cùng tổ phụ mình, được chôn với họ tại trong thành David. Achasia, con trai người, kế vị người. Năm thứ 12 đời Joram, con trai Ahab, vua Israel, thì Achasia, con trai Joram, vua Juda, lên ngôi trị vì. Achasia được 22 tuổi khi người lên làm vua và cai trị một năm tại Jerusalem. Mẹ người tên là Athali, cháu gái của Omri, vua Israel. Người đi theo con đường của nhà Ahab, làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, y như nhà ấy đã làm, vì người là rể của nhà Ahab. Người đi với Joram, con trai Ahab, đến Ramoth tại Gala-át, đặng giao chiến cùng Hazael vua Syri. Nhưng quân Syri làm cho vua Joram bị thương. Người bèn trở về Gitreen, đặng chữa lành những vết thương người bị bởi quân Syri tại Ramoth khi đánh giặc cùng Hazael vua Syri. Achasia, con trai Joram vua Juda, đi xuống Gitreen đặng thăm Joram, con trai Ahab, vẫn đau liệt nằm tại đó. Chương 9. Đấng tiên tri Elishe gọi một người trong bọn môn đồ của những tiên tri mà nói rằng: Hãy thắt lưng, đem ve dầu này theo ngươi và hãy đi đến Ramoth tại Gala-át. Khi ngươi đã đến đó, hãy kiếm Jehu là con trai của Josaphat, cháu Nimshi ở đâu. Đoạn ngươi sẽ vào, khiến người trỗi dậy khỏi anh em mình và dẫn người vào trong một phòng kín. Bây giờ, ngươi sẽ lấy ve dầu, đổ trên đầu người và nói rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy: Ta sức dầu cho ngươi làm vua trên Israel. Đoạn hãy mở cửa ra và trốn đi, chớ huẩn đãi. Như vậy, người tôi tớ trai trẻ của đấng tiên tri đi đến Ramoth tại Gala-át. Khi người đến, các quan tướng đạo quân đang ngồi. Người nói với Jehu rằng: Hỡi quan tướng, tôi có chuyện nói với ông. Jehu đáp rằng: Có chuyện nói với ai trong chúng ta? Người trai trẻ đáp: Hỡi quan tướng, với ông. Vậy Jehu đứng dậy và đi vào trong nhà. Người trai trẻ bèn đổ dầu trên đầu người và nói rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Ta sức dầu cho ngươi làm vua trên Israel là dân sự của Đức Giê-hô-va. Ngươi sẽ đánh giết nhà Ahab chủ ngươi, và ta sẽ báo Giê-sa-bên về huyết của các tiên tri tôi tớ ta, cùng huyết của hết thảy tôi tớ của Đức Giê-hô-va. Cả nhà Ahab sẽ bị diệt hết. Các người nam của nhà Ahab, vô luận kẻ nô lệ hay là người được tự do, ta sẽ giết khỏi trong Israel. Và ta sẽ làm cho nhà Ahab giống như nhà Jeroboam, con trai của Nebat, và giống như nhà Baesha, con trai của Ahijah. Chó sẽ ăn thịt Jezabel trong đồng Gitreen. Chẳng có ai chôn người. Đoạn người trai trẻ mở cửa ra và chạy trốn. Jehu bèn đi ra đến cùng các tôi tớ của chủ mình. Chúng nó hỏi rằng: Mọi sự bình an chứ? Kẻ điên này đến kiếm anh mà chi? Người đáp với chúng nó rằng: Các ngươi biết người và lời của người nói. Nhưng chúng nó đáp rằng: Nói dối, hãy nói cho chúng ta. Vậy người nói với chúng rằng: Người có nói với ta cách này cách kia rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy: Ta sức dầu cho ngươi làm vua trên Israel. Ai nấy liền lật đật lấy quần áo mình trải xuống dưới chân người trên các nấc thang. Đoạn chúng nó thổi kèn và tung hô rằng: Jehu làm vua. Ấy vậy Jehu, con trai Josaphat, cháu Nimshi, làm phản Joram. Vả vì cớ Hazael vua Syri, Joram và cả quân Israel đều binh vực Ramoth tại Gala-át. Nhưng vua Joram đã trở về Gitreen đặng chữa lành những vết thương mà người đã bị bởi quân Syri khi người đánh giặc với Hazael vua Syri. Jehu bèn nói rằng: Nếu các ngươi vừa ý, chớ để một ai thoát khỏi thành đi thông tin cho Gitreen. Vậy
Jehu lên xe qua Gitreel vì Joram đau liệt nằm tại đó. Achasia vua Juda cũng đi xuống đó đặng thăm Joram. Lính canh đứng trên tháp Gitreel thấy đạo quân của Jehu đến, bèn la lên rằng: "Tôi thấy những đạo quân đến." Joram liền bảo rằng: "Hãy sai một người lính kỵ đi đón họ và hỏi rằng: bình yên chăng?" Vậy có người lính kỵ đi đón Jehu và nói với người rằng: "Vua hỏi bình yên chăng?" Jehu đáp: "Sự bình yên có can hệ chi ngươi? Hãy lui sau ta." Tên lính canh báo tin rằng: "Sứ giả đã đi đến nơi quân ấy rồi nhưng không trở về." Người lại sai một người lính kỵ thứ nhì cũng đến cùng chúng nó và nói: "Vua hỏi bình yên chăng?" Jehu đáp: "Sự bình yên có can hệ chi ngươi? Hãy lui sau ta." Lính canh lại báo tin rằng: "Sứ giả đã đến nơi chúng nó rồi nhưng người không trở về." Vả cách dẫn xe giống như cách của Jehu con trai Nimshi, vì người dẫn cách hung hăng. Joram bèn nói rằng: "Hãy thắng xe." Người ta thắng xe người. Đoạn Joram vua Israel và Achasia vua Juda mỗi người đều lên xe mình, kéo ra đón Jehu, gặp người trong đồng ruộng của Naboth người Gitreel. Vừa khi Joram thấy Jehu thì nói rằng: "Hỡi Jehu, bình yên chăng?" Nhưng Jehu đáp rằng: "Chi, hễ sự gian dâm, sự tà thuật của Jezabel mẹ vua còn nhiều giường ấy, thì bình yên sao đặng?" Joram bèn trở tay mình, chạy trốn, nói với Achasia rằng: "Ớ Achasia, có mưu phản." Jehu nắm lấy cung mình bắn, tên trúng nhầm Joram giữa hai vai, thấu ngang trái tim, và người ngã xuống trong xe mình. Đoạn Jehu nói với Bích-ca, quan tướng mình rằng: "Hãy đem liệng hắn trong đồng ruộng của Naboth, người Gitreel, vì khá nhớ lại một lần kia, ta và ngươi đồng cưỡi ngựa theo sau Ahab cha hắn, thì Đức Giê-hô-va có phán về người lời lý đoán này: quả thật, hôm qua ta đã thấy huyết của Naboth và của các con trai người, ta cũng sẽ báo ngươi lại tại chính nơi đồng ruộng này. Bởi cớ đó, hãy đem liệng hắn trong đồng ruộng này, y như lời của Đức Giê-hô-va đã phán." Khi Achasia vua Juda thấy việc này, bèn chạy trốn về lối lầu vườn. Nhưng Jehu đuổi theo người và biểu rằng: "Cũng hãy đánh chết hắn trên xe hắn nữa." Họ bèn hãm đánh người tại nơi dốc Gu-rơ gần Gíp-lê-am. Đoạn Achasia trốn đến Megiddo và chết tại đó. Các tôi tớ người để thay người trên một cái xe trở về Jerusalem và chôn trong mồ người chung cùng các tổ phụ người tại thành David. Achasia lên ngôi làm vua Juda nhằm năm thứ 11 đời Joram con trai Ahab. Jehu liền đến tại Gitreel. Jezabel hay, bèn dồi phấn mặt mình, trang điểm đầu và đứng trông nơi cửa sổ. Khi Jehu đi qua cửa thành, nàng nói rằng: "Hỡi Simri, kẻ giết chúa mình, bình yên chăng?" Jehu ngước mắt lên về hướng cửa sổ nói rằng: "Trên cao kia, ai thuộc về ta? Ai?" Hai ba quan hoạn bèn ngó ra về hướng người. Người kêu chúng rằng: "Vậy hãy ném nó xuống đất." Chúng ném nàng xuống đất và huyết vọt lại trên tường và trên ngựa, rồi ngựa giày đạp nàng dưới chân. Jehu vào, ăn và uống xong, đoạn nói rằng: "Vậy hãy đi xem đàn bà khốn nạn và lo chôn nó, vì nó là con gái của vua." Vậy các tôi tớ đi đặng chôn nàng, nhưng chúng chỉ còn thấy cái sọ, hai chân và lòng bàn tay nàng mà thôi. Chúng trở về cho chủ mình hay điều đó. Jehu bèn nói: "Ấy là lời của Đức Giê-hô-va đã cậy miệng Eli người Thi-sê-bê tôi tớ ngài mà phán rằng: chó sẽ ăn thịt Jezabel tại trong đồng ruộng Gitreel, và thây nàng sẽ như phân trên mặt đất trong ruộng Gitreel, đến nỗi người ta không thể nói rằng: này là Jezabel." Chương 14. Lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy
ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi, sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại, đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Các ngươi biết ta đi đâu và biết đường đi nữa. Thô-ma thưa rằng, lạy Chúa, chúng tôi chẳng biết Chúa đi đâu, làm sao biết đường được? Vậy Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Ví bằng các ngươi biết ta thì cũng biết cha ta, và từ bây giờ các ngươi biết và đã thấy Ngài. Philip thưa rằng, lạy Chúa, xin chỉ cha cho chúng tôi thì đủ rồi. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, hỡi Philip, ta ở cùng các ngươi đã lâu thay mà ngươi chưa biết ta. Ai đã thấy ta, tức là đã thấy cha, sao ngươi lại nói rằng xin chỉ cha cho chúng tôi? Ngươi há không tin rằng ta ở trong cha và cha ở trong ta hay sao? Những lời ta nói với các ngươi chẳng phải ta tự nói, ấy là cha ở trong ta, chính Ngài làm trọn việc riêng của Ngài. Khi ta nói rằng ta ở trong cha và cha ở trong ta, thì hãy tin ta, bằng chẳng hãy tin bởi công việc ta. Quả thật ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng cha. Các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho, để cha được sáng danh nơi con. Nếu các ngươi nhân danh ta xin điều chi, ta sẽ làm cho. Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta. Ta lại sẽ nài xin cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời, tức là thần lẽ thật mà thế gian không thể nhận lãnh được vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài. Nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi. Còn ít lâu, thế gian chẳng thấy ta nữa, nhưng các ngươi sẽ thấy ta, vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. Nỗi ngày đó, các ngươi sẽ nhận biết rằng ta ở trong cha ta, các ngươi ở trong ta và ta ở trong các ngươi. Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu lại. Ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Giu-đê chứ không phải Iscariot thưa Ngài rằng, lạy Chúa, vì sao Chúa sẽ tỏ mình cho chúng tôi mà không tỏ mình cho thế gian? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, nếu ai yêu mến ta thì vâng giữ lời ta. Cha ta sẽ thương yêu người. Chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. Còn kẻ nào chẳng yêu mến ta thì không vâng giữ lời ta. Và lời các ngươi nghe đó chẳng phải bởi ta, nhưng bởi cha là đấng đã sai ta đến. Ta đã nói những điều đó với các ngươi đang khi ta còn ở cùng các ngươi. Nhưng đấng yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà cha sẽ nhân danh ta sai xuống, đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Ta để sự bình an lại cho các ngươi. Ta ban sự bình an ta cho các ngươi. Ta cho các ngươi sự bình an, chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Các ngươi từng nghe ta nói rằng, ta đi và ta trở lại cùng các ngươi. Nếu các ngươi yêu mến ta, thì sẽ vui mừng về điều ta đi đến cùng cha, bởi vì cha tôn trọng hơn ta. Hiện nay, ta đã nói những điều đó với các ngươi trước khi xảy đến, để khi những điều đó xảy đến thì các ngươi tin. Ta sẽ chẳng nói chi với các ngươi nữa, vì vua chúa thế gian này hầu đến, người chẳng có chi hết nơi ta. Nhưng thế gian phải biết rằng ta yêu mến cha và làm theo điều cha đã phán dặn. Hãy đứng dậy, chúng ta phải đi khỏi đây. Chương 15. Ta là gốc nho thật, cha ta là người trồng nho.
Hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả để được sai trái hơn. Các ngươi đã được trong sạch vì lời ta đã bảo cho. Hãy cứ ở trong ta thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho nếu không dính vào gốc nho thì không tự mình kết quả được. Cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta thì cũng không kết quả được. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái, vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Nếu ai chẳng cứ ở trong ta thì phải ném ra ngoài, cũng như nhánh nho, nhánh khô đi, người ta lượm lấy quăng vào lửa thì nó cháy. Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Này, cha ta sẽ được sáng danh là thế nào? Ấy là các ngươi được kết nhiều quả thì sẽ làm môn đồ của ta vậy. Như cha đã yêu thương ta thế nào, ta cũng yêu thương các ngươi thế ấy. Hãy cứ ở trong sự yêu thương của ta. Nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của ta thì sẽ ở trong sự yêu thương ta, cũng như chính ta đã vâng giữ các điều răn của cha ta và cứ ở trong sự yêu thương Ngài. Ta nói cùng các ngươi những điều đó hầu cho sự vui mừng của ta ở trong các ngươi và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Điều răn của ta đây này: các ngươi hãy yêu nhau cũng như ta đã yêu các ngươi. Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình. Ví thử các ngươi làm theo điều ta dạy thì các ngươi là bạn hữu ta. Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm. Nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta, vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi cha ta. Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn. Lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin cha thì Ngài ban cho các ngươi. Ta truyền cho các ngươi những điều răn đó đặng các ngươi yêu mến lẫn nhau vậy. Ví bằng người đời ghét các ngươi thì hãy biết rằng họ đã ghét ta trước các ngươi. Nếu các ngươi thuộc về thế gian thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình. Nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian và ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi cớ đó người đời ghét các ngươi. Hãy nhớ lời ta đã nói cùng các ngươi: đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình. Nếu họ đã bắt bớ ta, ắt cũng bắt bớ các ngươi. Bằng họ đã giữ lời ta, ắt cũng giữ lời các ngươi. Nhưng vì danh ta, họ sẽ lấy mọi điều đó đãi các ngươi, bởi họ không biết đấng đã sai ta đến. Nếu ta không đến và không phán dạy họ thì họ chẳng có tội lỗi gì. Song bây giờ họ không có thể chữa chối được tội lỗi mình. Kẻ nào ghét ta cũng ghét cha ta nữa. Ví thử ta không làm giữa họ những việc mà chưa có người khác làm thì họ vô tội. Nhưng bây giờ họ đã thấy các việc ấy và lại ghét ta cùng cha ta. Dường ấy để cho ứng nghiệm lời đã chép trong luật pháp họ rằng: họ ghét ta vô cớ. Khi nào đấng yên ủi sẽ đến, là đấng ta sẽ bởi cha sai xuống, tức là thần lẽ thật ra từ cha, ấy chính Ngài sẽ làm chứng về ta. Còn các ngươi cũng sẽ làm chứng về ta, vì các ngươi đã ở cùng ta từ lúc ban đầu vậy. Thi Thiên 117. Hỡi các nước hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, hỡi các dân khá ca tụng Ngài, vì sự nhân từ Ngài rất lớn cho chúng ta. Sự chân thật Đức Giê-hô-va còn đến đời đời. Hallelujah. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng,
hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như. Ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về gmail.dưỡnglinhcơdoc2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.